thì nghĩ rằng là Thiên An sẽ là một trong những cái yếu tố rất là đặc biệt của chương trình lần này. Có vẻ như em đang muốn gọi là cướp cô ấy về đội của mình. Em phải cố gắng, đúng không? Phạm Hương sẽ không hứa cho Thiên An bất cứ cái gì hết. Chúng ta sẽ trải nghiệm cùng nhau, chúng ta sẽ có được nhiều cái cùng nhau. Sẽ về đội của Phạm Hương.